Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào đàn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lời Chúa kỳ công, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ ngay từ bé chúng ta đã hát bài Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Đó là lời của Thánh Vịnh 23. Và lời đó nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, bởi vì chúng ta lớn lên mỗi ngày nhờ Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Và trong Chúa Nhật của năm A, năm B, năm C, Chúa Nhật thứ tư đó, thì chúng ta lại được nghe lại đoạn tin mừng của Thánh Gioan chương 10. Và cụ thể là hôm nay thì là phần đầu của chương 10 đó, chúng ta sẽ được nghe nói thay vì Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, thì Chúa Giêsu lại nói là tôi là cửa cho chiên ra vào. Tất nhiên cửa đây là cửa chuồng chiên, nhưng khái niệm ban đầu trong chương số 10 này là Chúa Giêsu là cửa. Chúng ta biết rằng cái cửa thì nó sẽ ngăn con chiên ở bên trong sẽ không đi ra bên ngoài được. Và người ngoài hay là những gì ở ngoài mà muốn vào thì cũng phải qua cái cửa đó. Và thông thường thì cửa đó sẽ có một người canh gác. Và cái người canh gác đó chỉ chấp nhận để cho chiên đi ra khi đúng là nó theo cái người chủ của nó. Và người canh gác đó cũng chỉ chấp nhận cho phải là người chủ thì mới được đi vào trong cái đàn chiên đó. Chúng ta biết rằng người Do Thái thì khi họ đi chăn chiên thì không phải chỉ có một đàn, mà có thể 5-7 người, mỗi người một đàn. Và cứ bên chiều tối về thì 5-7 đàn đó sẽ hợp chung lại với nhau, và rồi cái người mục tử đó sẽ dẫn chiên vào trong chuồng. Và đến sáng ngày hôm sau thì từng người đến gọi tên từng con chiên của mình, để mà dẫn con chiên của mình đi đến đồng cỏ. Còn đoàn chiên nó không nghe cái tiếng của chủ khác, nó chỉ nghe cái tiếng của chủ mình thôi. Thế nên ở đây Chúa Giêsu nói đầu tiên tôi là cửa, bởi vì Chúa Giêsu coi mình như là người để mà bảo vệ đàn chiên của mình. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh để cho thấy được những người mà không phải là chủ chiên đích thực thì người cũng sẽ ngăn chặn lại để mà không cho gọi là dẫn đàn chiên đi. Chúng ta biết câu quan trọng ở trong đoạn này đó là Chúa Giêsu nói tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. Như vậy, sống và sống dồi dào nghĩa là gì? Chúng ta trở lại với bài đọc số 1 thì Thánh Phaero đã nói sám hối
lãnh nhận phép rửa nhân danh Đức Kitô và lãnh nhận ân huệ của Chúa Thánh Thần, đó chính là sống và sống dồi dào. Đời sống Kitô hữu của chúng ta là luôn luôn có một mối tương giao thân tình với Chúa. Và một khi ta đã lỡ đi xa đường, đi xa quá, thì ta quay trở lại, và đó chính là sám hối. Còn ta đã lãnh nhận phép rửa trong máu và nhờ máu Chúa Giêsu, và ta đã lãnh nhận phép rửa để mà được ơn tha tội, để mà trở thành người con ở trong người con duy nhất, đó là Đức Giêsu Kitô. Rồi sau đó ta lại được lãnh nhận các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Như vậy, được như thế là ta đã đang sống và sống dồi dào. Còn ở trong bài đọc số 2 cũng là Thánh Phêrô nói với chúng ta: Đức Giêsu đã gánh lấy các tội lỗi của ta và mang lên trên thập giá, và người đã mang vào thân thể của người và đưa lên cây thập giá để mà chúng ta được sống đời sống công chính. Đó cũng chính là được sống và sống dồi dào. Những lời lẽ này để cho chúng ta thấy được rằng đời sống Kitô hữu của chúng ta dù là tội lỗi thì Chúa vẫn cứ chấp nhận, Chúa vẫn cứ mang lấy vào thân thể của người rồi đưa lên thập giá và rồi chữa lành cho ta và để ta được có một đời sống công chính. Còn trong bài tin mừng thì đã rõ Chúa Giêsu nói về những người mà đến trước, đó là những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Họ không quan tâm chăm sóc đến đàn chiên cho đúng mức, họ chỉ lo đến bản thân của mình, và như vậy thì họ không xứng đáng. Họ chỉ là những kẻ trộm, kẻ cướp. Khi dùng hình ảnh kẻ trộm, kẻ cướp thì Thánh Gioan, tác giả tin mừng thứ tư, khi nghĩ đến kẻ trộm là người nghĩ đến Judas Iscariot, kẻ đã bán Chúa. Và khi nghĩ đến kẻ cướp là người nghĩ đến Barnaba, đó là tên trộm cướp. Và hai hình ảnh đây là có thể áp dụng cho những người mà thay vì chăn dắt đoàn chiên của mình cho đúng thì chỉ lo đến bản thân của mình. Một cách nào đó họ cũng là kẻ trộm hay là kẻ cướp như vậy. Còn ở đây, chiên của ta thì nghe tiếng của ta, và chúng đi theo ta chứ không đi theo tiếng của người lạ. Tức là mối tương giao thân tình giữa chủ chiên và con chiên. Chúng ta có thể thấy được những hình ảnh rất cụ thể. Chẳng hạn, chúng ta thấy được hình ảnh Chúa Giêsu vác con chiên ở trên vai của mình. Rồi chúng ta thấy được những hình ảnh Chúa Giêsu đi trước và đàn chiên đi theo sau. Và những hình ảnh tương tự như thế chỉ muốn nói lên một điều là mối tương giao thân tình giữa chủ chiên và con chiên. Và người chủ chiên nó chăm sóc con chiên của mình từng con một, không phải là chung chung. Và hơn thế nữa, là cửa có nghĩa là để bảo vệ đàn chiên của mình và không cho đàn chiên nó bị sói tấn công, bị những người trộm, người cướp để mà đột nhập rồi dẫn đàn chiên đi, vân vân. Thế nên Chúa Giêsu là hình ảnh của cửa đàn chiên đã vậy, nhưng hơn thế nữa là người chăn chiên nhân lành. Và Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Trong xã hội hiện đại của chúng ta, quả thật có quá nhiều những vấn đề về sự ác, về sự dữ. Nào là những cuộc chiến tranh ở đây đó, những cuộc chạy đua và vũ khí hạt nhân, rồi nạn phá thai, rồi những tệ nạn xã hội, vân vân. Những thứ đó là những nền văn minh của sự chết mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói. Nó làm cho con người ta chết, nó làm cho con người ta trở thành nô lệ, nó làm cho con người ta không còn được sống và được sống dồi dào. Thế nên Chúa đến thì Chúa cũng muốn nói với chúng ta rằng tất cả những nền văn minh sự chết đó cần phải đẩy lùi xa nó đi, cần phải để cho chiên của ta được sống và được sống dồi dào. Thưa, bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta bảo vệ sự sống, thậm chí như sự sống của một thai nhi. Rồi bằng cách là chúng ta bảo vệ cho hòa bình,
cho công chính bằng cách là chúng ta bảo vệ cho đời sống công chính trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Và Chúa Giêsu cũng đang là đấng chăn chiên nhân lành, người dẫn dắt chúng ta để chúng ta có được sự sống và sự sống dồi dào, người bảo vệ chúng ta để chúng ta có được sự sống và sự sống dồi dào. Ước chi đời sống Kitô hữu của chúng ta luôn là đi theo bước chân của đấng chăn chiên nhân lành, để được bảo vệ bởi Chúa chính là cửa, là ngõ, để mà chúng ta chỉ có qua Chúa Giêsu thì chúng ta mới được bình an, được hạnh phúc và được niềm vui. Amen.